Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chúng ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Giám mục Virginia kêu gọi thận trọng về cờ bạc trong bối cảnh thúc đẩy xây dựng sòng bạc mới. Hòa Lan trả lại bi mục cổ kính cho tòa thánh. Thư của Đức Thánh Cha gửi các tân hồng y. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Giám mục Virginia kêu gọi thận trọng về cờ bạc trong bối cảnh thúc đẩy xây dựng sòng bạc mới. Đức cha Michael Burbidge của giáo phận Arlington, Virginia, gần đây đã kêu gọi người Công giáo phải thận trọng với cờ bạc, nhắc nhở các tín hữu rằng giáo hội phản đối bất kỳ hình thức cờ bạc nào gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của một người. Động lực cho những phát biểu của Đức cha Burbidge được đưa ra trên podcast Walk Humbly của giáo phận Arlington là nỗ lực của một số nhà lập pháp nhằm cho phép cư dân Bắc Virginia bỏ phiếu để xây dựng một sòng bạc mới ở quận Fairfax gần Washington, D.C. Kế hoạch này đã gây ra nhiều tranh cãi, một phần vì lo ngại giá địa ốc sẽ giảm và tội phạm gia tăng xung quanh sòng bạc, và dự kiến cuộc bỏ phiếu sẽ không diễn ra cho đến năm 2025 nếu có. Nghiện ngập là mối đe dọa đối với quyền tự do của chúng ta. Tôi không thấy cần phải có sòng bài ở Bắc Virginia, nhưng điều đó tùy thuộc vào cộng đồng và các quan chức được bầu để quyết định. Đức cha Burbidge cho biết trên podcast ngày 7 tháng 10, tất cả chúng ta đều thích vui vẻ và chúng ta thích tận hưởng bản thân và những thứ như thế. Điều đó ổn thôi, vị giám mục thừa nhận. Nhưng không bao giờ khi chúng ta sử dụng các nguồn lực mà Chúa đã ban cho chúng ta, số tiền chúng ta khó khăn lắm mới kiếm được vào những nơi có thể khiến bản thân và gia đình chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn. Vì vậy, hãy cảnh giác, mọi người ạ, hãy cầu nguyện. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo dạy rằng, các trò chơi may rủi, chẳng hạn như trò chơi bài và cá cược, từ bản chất không trái với công lý số 2413. Tuy nhiên, cờ bạc trở nên không thể chấp nhận được về mặt đạo đức khi nó tước đi của một người những thứ cần thiết để đáp ứng nhu cầu của bản thân và người khác. Niềm đam mê cờ bạc có nguy cơ trở thành nô lệ, sách giáo lý lưu ý, đồng thời nói thêm rằng gian lận trong trò chơi và đặt cược không công bằng, cấu thành vấn đề nghiêm trọng trừ khi thiệt hại gây ra quá nhỏ đến mức người phải chịu không thể coi là đáng kể. Đức cha Burbidge khuyên các nhà lập pháp Virginia nên cân nhắc kỹ lưỡng liệu một casino mới có phát huy đức hạnh trong cộng đồng hay không. Các nhà lập pháp xin đừng quên điều này. Mọi luật lệ đều phải coi tự do là ưu tiên hàng đầu, được hiểu là quyền tự do của tất cả mọi người theo đuổi những điều tốt đẹp và đức hạnh, vị giám mục nói. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện về điều này, chúng ta hãy suy nghĩ về nó và cách chúng ta có thể luôn hướng tới sự tiến bộ trong đức hạnh và cải thiện cộng đồng của chúng ta. Tranh cãi về sòng bạc ở Virginia diễn ra trong bối cảnh có động thái trong những năm gần đây nhằm mở rộng các lựa chọn cờ bạc, đặc biệt là các cược thể thao ở nhiều tiểu bang, được thực hiện dễ dàng và có thể truy cập trực tuyến và trên các ứng dụng điện thoại thông minh. Các cược thể thao đã bùng nổ về mức độ phổ biến kể từ khi phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2018 mở ra cánh cửa cho các tiểu bang hợp pháp hóa nó. Người Mỹ đã chi gần 120 tỷ đô la cho các cược thể thao vào năm 2023, tăng 27,5% so với năm 2022, và là một kỷ lục mới. Theo công cụ theo dõi doanh thu trò chơi thương mại của Hiệp hội Cờ bạc Hoa Kỳ, ngành công nghiệp cá cược thể thao đã bị chỉ trích rộng rãi vì những tác động có hại của nó đối với những người tham gia, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Đáng chú ý, Missouri sắp trở thành tiểu bang thứ 39 hợp pháp hóa cá cược thể thao nếu người dân chấp thuận hoạt động này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Virginia Bishop Earth Caution. Đề xuất của Thượng Hội đồng về tản quyền thẩm quyền tín lý đã gặp phải sự chống đối quyết liệt. Giáo sư Jonathan Leal của National Catholic Register có bài tường trình sau về Thượng Hội đồng về tính đồng nghị. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch toàn văn sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.
một đề xuất phân cấp thẩm quyền tín lý trong giáo hội Công giáo đã gặp phải sự phản đối dữ dội vào hôm thứ Tư 16 tháng 10 trong Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Ba người khác nhau tham gia Thượng hội đồng đã nói với Register. Sự phản kháng diễn ra khi các tham dự viên xem xét một đề xuất trong tài liệu làm việc của Thượng hội đồng, hay còn gọi là Instrumentum Laboris, nhằm công nhận các hội đồng giám mục là những chủ thể trong giáo hội được trao thẩm quyền về tín lý, tính đến sự đa dạng về mặt xã hội, văn hóa trong khuôn khổ của một giáo hội đa diện. Theo nguồn tin của Thượng hội đồng, một số tham dự viên từ nhiều nhóm ngôn ngữ và địa lý khác nhau đã bày tỏ lo ngại rằng động thái này sẽ làm rạn nứt sự hiệp nhất của giáo hội và tương đối hóa giáo lý Công giáo. Một thành viên của hội đồng đã mô tả mức độ phản kháng là kịch liệt. Rõ ràng là đa số phản đối, hoàn toàn áp đảo. Tham dự viên này cho biết khi phát biểu với điều kiện giấu tên do các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt của hội đồng. Một tham dự viên khác nói với Register rằng mối quan ngại mà hội đồng bày tỏ liên quan đến đề xuất này là mối quan ngại mạnh mẽ nhất trong phiên họp Thượng hội đồng năm nay, bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và kết thúc vào ngày 27 tháng 10. Kể từ khi văn kiện làm việc được công bố vào tháng 7, các nhà quan sát thần học và tham dự viên Thượng hội đồng đã nói với tờ Register rằng họ coi đề xuất trao thẩm quyền tín lý cho các hội đồng giám mục là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong toàn bộ chương trình nghị sự. Việc phân cấp thẩm quyền về tín lý có nghĩa là một số vấn đề tín lý sẽ được quyết định ở cấp địa phương thay vì ở cấp toàn cầu. Nó được coi là bước đi then chốt đối với những người muốn tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với giáo lý Công giáo. Ví dụ, nhu cầu về phi tập trung quyền lực thường xuyên được những người ủng hộ tiến trình công nghị Đức đưa ra. Những người này thúc đẩy việc thay đổi giáo lý của giáo hội về tình dục và bãi bỏ kỷ luật truyền thống là chức thánh chỉ dành cho nam giới. Lời chỉ trích về đề xuất của Instrumentum Laboris lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 16 tháng 10 khi năm nhóm ngôn ngữ của hội đồng trình bày tóm tắt các cuộc thảo luận nhóm nhỏ của họ. Các nguồn tin cho biết mối quan tâm về việc phân cấp thẩm quyền tín lý được thể hiện rõ nhất trong số một nhóm tiếng Pháp và hai nhóm tiếng Anh so với các nhóm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Những lời chỉ trích vẫn tiếp tục xuất hiện trong các cuộc can thiệp tự do hoặc các bài phát biểu của từng thành viên hội đồng trước toàn thể hội nghị sáng thứ Năm 17 tháng 10. Các nguồn tin cho biết rằng các tham dự viên đã nói về nhu cầu tránh rơi vào chủ nghĩa tương đối khi trình bày đức tin cho các nền văn hóa khác nhau, tránh bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến sự hiệp nhất của đức tin. Thực tế là giáo hoàng và giám mục được thiết lập bởi Chúa, trong khi các hội đồng giám mục thì không, và rằng sự hiệp nhất và tính công giáo của giáo hội bị đe dọa nếu hôn nhân đồng giới được chấp nhận ở nơi này nhưng lại không được chấp nhận ở nơi khác. Truyền thông Công giáo Đức cũng đưa tin về sự phản kháng này, trích một lời tham dự viên của hội đồng phát biểu rằng một đức tin bị chia rẽ cũng có nghĩa là một giáo hội bị chia rẽ. Một tham dự viên khác phát biểu với Register, phần lớn các biện pháp can thiệp của những người tổ chức đều không đạt được mong muốn. Sự phản kháng này quá lớn đến nỗi dường như đã thúc đẩy những người tổ chức Thượng Hội đồng phải thực hiện động thái chưa từng có là mời một chuyên gia thần học tại Thượng Hội đồng. Cha Gildis Ruthier trình bày ngẫu hứng sau giờ nghỉ buổi sáng trước toàn thể hội nghị nhằm làm rõ đề xuất và xoa dịu những lo ngại. Một tham dự viên gọi đây là điều rất bất thường và nói rằng điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì các giám mục và các tham dự viên khác của Thượng Hội đồng đã bày tỏ quan điểm của họ về vấn đề này. Các tham dự viên phát biểu với Register cho biết bài thuyết trình của nhà thần học người Pháp Canada dường như đã làm hài lòng một số người trong Thượng Hội đồng, nhưng họ vẫn còn lo ngại. Một nguồn tin của Thượng Hội đồng cho biết, lập luận của cha Ruthia rằng các giám mục địa phương luôn có thẩm quyền về giáo lý trong truyền thống của giáo hội. Tuy nhiên, lập luận của cha Ruthia càng gây lo ngại thêm về lý do tại sao lại phải có đề xuất mở rộng thẩm quyền đó cho các hội đồng giám mục. Một thành viên khác của Thượng hội đồng bày tỏ mối lo ngại rằng cha Ruthia dường như ngụ ý rằng
thẩm quyền về giáo lý mà một hội đồng giám mục sẽ có sẽ dựa trên hệ thống phân cấp tín lý. Có thể ngụ ý rằng, trong khi một số tín điều trung tâm sẽ được duy trì bởi thẩm quyền giảng dạy phổ quát của giáo hội tại Roma, các hội đồng địa phương sẽ có thể giảng dạy một cách có thẩm quyền ở các lĩnh vực khác. Tham dự viên này cho biết, họ mong đợi những người tổ chức sẽ tính đến sự phản đối đề xuất này khi soạn thảo văn bản cuối cùng của hội đồng. Nếu không, thì tôi sẽ cảm thấy, thành thật mà nói rằng, chúng ta đang bị những nhà thần học này thao túng. Tài liệu cuối cùng sau đó sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng Francisco, người có thể tham khảo khi ban hành văn bản giáo huấn của riêng mình, hoặc thậm chí có thể chấp nhận văn bản như hiện tại, trao nó cho thẩm quyền giáo huấn. Các cuộc tranh luận trong ngày về việc phân cấp thẩm quyền tín lý đã được nhắc đến trong cuộc họp báo hàng ngày của Thượng Hội đồng. Phát ngôn nhân lưu ý rằng, những lời kêu gọi tránh sự chia rẽ trong giáo hội đã được nêu ra trong cuộc họp. Chủ đề này cũng được đề cập tại một diễn đàn thần học buổi tối về mối quan hệ giữa các giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y. Robert Prevost, Tổng trưởng Bộ Giám mục, phát biểu về nhu cầu phân biệt giữa loại phân quyền nào có thể được phép thực hiện để hội nhập văn hóa cần thiết và loại nào là thiết yếu cho sự hiệp nhất của giáo hội. Mối quan tâm ngày càng tăng về sự tản quyền. Chủ đề về sự hiệp nhất trong giáo huấn của giáo hội dường như cũng nằm trong tâm trí của các tham dự viên bên ngoài hội trường Thượng Hội đồng và trong giáo hội nói chung trong những ngày trước cuộc thảo luận ngày 16 tháng 10. Đức cha Stephen Oster của Pastor Đức, một nhà phê bình tiến trình công nghị Đức, đã nói với tờ Register vào ngày 14 tháng 10 rằng một số người ở quê hương ngài tìm cách địa phương hóa tín lý, đặc biệt là về các vấn đề giới tính và đạo đức tình dục. Vị giám mục xứ Bavaria cho biết, những đường lối này không xem xét đến tính bí tích của con người, vốn kêu gọi mọi người truyền đạt tình yêu của Chúa cho thế giới, kể cả thông qua dấu chỉ là thân xác được tạo dựng của họ. Không thể nào nói rằng, ở Phi Châu, bạn giải quyết theo cách khác với những câu hỏi về đạo đức tình dục. Điều đó không thể đúng, Đức Giám mục Oster nói. Lưu ý rằng có thể có những khác biệt trong đường lối mục vụ. Ngày hôm sau, Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney nói với EWTN News rằng giáo hội không thể dạy các đạo công giáo khác nhau ở những quốc gia khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể hình dung ra một giáo hội nơi bạn có thể truyền chức cho phụ nữ ở một số quốc gia nhưng không có ở các quốc gia khác, hoặc bạn có hôn nhân đồng giới ở một số quốc gia nhưng không có ở một số các quốc gia khác. Liệu bạn có thể có một Kitô học Arian ở một số quốc gia và một Kitô học Nice ở những quốc gia khác không? Tổng giám mục Úc hỏi một cách hùng biện. Bạn có thể đoán, tôi nghĩ là không. Và Đức Hồng Y người Hòa Lan, William Jacob Isaac, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí thần học Communio phiên bản tiếng Đức, đã cảnh báo rằng việc theo đuổi các giải pháp khu vực cho các vấn đề gây tranh cãi có thể gây tổn hại sâu sắc đến giáo hội. Đức Tổng giám mục Utrecht cho biết, nếu mất đi sự hiệp nhất trong việc công bố, giáo hội sẽ mất đi uy tín. Hòa Lan trả lại bi mộ cổ kính cho tòa thánh. Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh cho biết bi mộ này viết bằng tiếng Hy Lạp có những chữ cổ nhất nhắc đến tên Chúa Kitô. Bi ấy lấy trộm từ hang tọa đạo Edesimum ở thành Cotaferrata, cách Roma 20 cây số về hướng Nam. Hồi tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Ý và Hòa Lan đã tìm lại được bi mộ và trước tiên được lưu giữ tại Bảo tàng Viện Quốc gia Hòa Lan ở thành phố Utrecht. Lễ nghi trao trả diễn ra hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 10 với sự hiện diện của các đại diện của Vatican, Ý và Hòa Lan tại hang tọa đạo Edesimum. Hang này là một nghĩa trang hầm có từ thế kỷ thứ 3 và thứ 5, được tình cờ khám phá hồi năm 1905 và chứa đựng một số bích họa với chủ đề về Kitô giáo. Thư của Đức Thánh Cha gửi các tân hồng y.
lá thư ngắn của Đức Giáo Hoàng được công bố vào ngày 12 tháng 10, cũng hoan nghênh các Hồng Y được chỉ định làm thành viên của hàng giáo sĩ Roma, mà Đức Francisco gọi là một biểu thức của sự hiệp nhất của giáo hội và của mối liên kết gắn kết tất cả các giáo hội với giáo hội Roma này. Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố sau kinh truyền tin ngày 6 tháng 10 rằng Ngài sẽ bổ sung 21 vị, 18 giám mục và 3 linh mục vào Hồng Y đoàn trong một công nghị vào cuối năm nay. Các Hồng Y tương lai đến từ các quốc gia trên mọi châu lục và bao gồm các tổng giám mục từ các quốc gia Iraq, Brazil và Ý. Họ sẽ được nâng lên hàng Hồng Y trong một buổi lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 12. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn với các Hồng Y vào ngày 8 tháng 12, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bức thư của Ngài, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khuyến khích các vị cầu nguyện thường xuyên, yêu thương mọi người và thương xót những người đau khổ. Tôi cảm ơn lòng quảng đại của anh em và tôi bảo đảm với anh em rằng danh hiệu người đầy tớ, phó tế sẽ ngày càng làm lu mờ danh hiệu người cao trọng, Giáo Hoàng nói với các Hồng Y tương lai. Ngài cũng yêu cầu các vị hiện thân ba thái độ mà nhà thơ người Á Căn Đình Francisco Luis Bernades từng dùng để mô tả Thánh Gioan Thánh Giá. Mắt hướng lên, tay chắp lại, chân trần. Mắt hướng lên vì công việc phục vụ của anh em sẽ đòi hỏi anh em phải mở rộng tầm nhìn và mở rộng trái tim để nhìn xa hơn và yêu thương rộng mở hơn với lòng nhiệt thành lớn hơn, Ngài nói. Ngài trích dẫn lời của vị tiền nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người đã nói rằng Thánh Gioan Thánh Giá ngồi ở trường học của ánh mắt Ngài, tức là cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Kitô. Đức Francisco cho biết một thái độ quan trọng khác là chắp tay cầu nguyện để có thể phân định, bởi vì điều mà giáo hội cần nhất cùng với việc rao giảng tin mừng là lời cầu nguyện của anh em để có thể chăn dắt tốt đàn chiên của Chúa Kitô. Ngài nói thêm rằng, để chân trần có nghĩa là gần gũi với những thực tại khó khăn mà mọi người trên khắp thế giới phải đối đầu, bao gồm nỗi đau và sự đau khổ do chiến tranh, phân biệt đối xử, đàn áp, đói khát và nhiều hình thức nghèo đói. Những điều này sẽ đòi hỏi ở anh chị em lòng trắc ẩn và thương xót lớn lao, Đức Giáo Hoàng nói. Một trong những Hồng Y được chỉ định, cựu sứ thần tòa thánh Tổng giám mục Angelo Acebi, Ngài đã ngoài 80 tuổi và không còn đủ điều kiện để bỏ phiếu trong một mật nghị bầu giáo hoàng trong tương lai. Hồng Y được chỉ định cha Timothy Radcliffe, OP, sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 22 tháng 8 năm sau. Radcliffe là một trong hai nhà linh hướng của hội đồng về tính đồng nghị đang diễn ra vào tháng này tại Roma. Trong số 21 tân Hồng Y, tổng cộng 9 vị hiện đang ở Roma để tham dự phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.